Cảm ơn thương hiệu FE Credit đã đồng hành cùng chương trình. Trấn Thành thì rất là quan trọng cái việc là mang bầu vững sinh. Mơ gì đấy? Mơ ngày xưa bọn mình có bầu. Trong tập 4, các đội chơi trải qua thử thách với chủ đề Màu hạnh phúc, giúp cho người phụ nữ đang mang thai tự tin hơn về ngoại hình, vóc dáng của mình. Nhưng hơn thế nữa, chính là tự tin với chính đứa con mình đang mang. Mà bầu á, nhiều người á rất là xấu hổ về cái bụng của mình. Tự tin nhất là người phụ nữ, tự tin nhất là tự tin với chồng mình. Và cái chuyện người ta sinh con là cái sự đau đớn và một cái điều thiêng liêng dành cho mình và cho cả gia đình mình. Bây giờ là cái việc là mình làm bất cứ một cái hành động gì thì mình nên có câu chuyện ở trong đấy. Và nó phải có tính nhân văn, chứ mình đừng nên làm theo kiểu cảm hứng. Có những khi cô nói những câu mà giật mình. Mình cảm thấy đó, cái đánh giá nó chưa chính xác. Ủa? Anh không hiểu à? Hai bên là không hiểu nhau. Nói dài, nói dai thành ra sẽ nói dặn. Chứ anh chỉ nói những cái gì mà mình cảm thấy cần thiết. Ở mình suy nghĩ là nó đủ thôi. Liệu mâu thuẫn đó có được giải quyết hay không? Chứ là vẽ trên bụng bầu thì nên vẽ cái gì để nó tươi sáng hơn. Theo sở thích cá tính của mình thôi. Nó hoàn toàn không phải là gợi cảm, đó là khinh bỉ. Đó là... Thưa quý vị, thật sự là Harry cảm thấy rất là tội nghiệp cho chồng của Harry. Tại vì á, anh ấy bị mù màu. Thưa quý vị, em thề. Hãy đón xem tập 4 Khi đàn ông mang bầu, được phát sóng vào lúc 20h30 ngày 14 tháng 6 trên kênh VTV3.